chào, chào mọi người. Các bạn nhỏ ơi, hôm nay Tinh Nghịch bị ốm, cậu ấy không thể dẫn chương trình được. Người thay Tinh Nghịch sẽ là Phi Phi. Hy vọng khi tôi dẫn, chương trình của chúng ta sẽ thú vị không kém gì so với Tinh Nghịch dẫn. Phải không mèo xanh? Tôi hy vọng là như thế. Vậy Phi Phi này, ngày hôm nay cậu sẽ có câu hỏi thú vị nào dành cho các bạn nhỏ đây? Tất nhiên là có chứ, tôi đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Cậu và các bạn nhỏ cùng nghe nhé. Rất sẵn lòng để xem Phi Phi gợi ý cho chúng ta về vấn đề gì nào. Các bạn ơi, hẳn là các bạn đã nhìn thấy những chiếc ô tô hay máy bay đồ chơi có thể tự bay mà không cần người lái rồi đúng không nào? Vậy thì đã bao giờ các bạn thắc mắc vì sao nó có thể tự động chạy được như thế? Và Phi Phi muốn đố các bạn nhé. Bộ phận lắp ráp quan trọng nhất của xe tự động là gì? 1. Máy cảm ứng. 2. Radar. 3. Máy ảnh. Như thường lệ, chúng mình sẽ trả lời câu hỏi sau khi xem xong phim hoạt hình sau đây. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mình trúng thưởng rồi. Mình trúng thưởng rồi. Mà hình như mình có tham gia cuộc thi đố vui trúng thưởng nào đâu nhỉ? Thế là thế nào nhỉ? Ôi thật là tốt quá Tinh Nghịch, tôi ghi tên cậu rồi. Gửi đáp án đi nào. Thật không ngờ đã trúng thưởng. Thật là hay quá. Cái gì? Cậu dám giả mạo tôi à? Nhưng mà vì là được nhận thưởng nên tôi không truy cứu nữa đấy. Thôi tôi đi đây, đi lĩnh phần thưởng. Đợi tẹo đã nào. Tinh Nghịch này, tôi cũng phải đi. Này, đợi tôi với. Tinh Nghịch, đợi tôi với nào. Tinh Nghịch. Đợi tôi với nào Tinh Nghịch. Hey. Ủa? Hả? Gì cơ? Cậu nhìn xem, mình đã làm gì này? Việc lĩnh thưởng, mình tôi đi là được rồi. Cậu đi theo làm gì? Thôi, tôi muốn hộ tống cậu. Nhiều chuyện, bây giờ thì chẳng đi được nữa rồi. Tinh Nghịch, cậu đừng cấu, nhìn tôi nè. Xin nhường đường ạ. Hả? Ôi Tinh Nghịch, cậu bị thương à? Tất cả là tại cậu, lòng quẩn chân. Lĩnh giải thưởng là việc của tôi, tôi đi một mình là được rồi. Cậu bám theo làm gì chứ? Nhưng mà là tôi trả lời câu hỏi mà. Tôi làm gì cũng đều là nghĩ tốt cho cậu. Thế mà cậu, cậu thật là quá đáng. Được rồi, đừng khóc nữa. Cho cậu đi mà, đừng khóc nữa mà. Thật không? Tinh Nghịch, cậu thật là tốt. Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Tinh Nghịch, cậu mau nghĩ cách đi có được không? Được rồi. Để tôi xem máy tính có thể dùng phương tiện giao thông mới nhất hay không nhé. Xe tự động là một bộ phận trong hệ thống tự động hóa giao thông. Nghe tên chúng ta cũng có thể biết rằng khi lái xe tự động trên đường, ta không cần phải đặt tay vào tay lái. Xe sẽ tự động chạy theo một lộ trình đã định sẵn. Thế nhưng, loại xe tự động này sao có thể bảo đảm an toàn được cơ chứ? Bộ phận quan trọng nhất chính là máy cảm ứng an toàn. Nó giúp cho xe có những phản ứng tương ứng đối với những chướng ngại vật trên đường. Có một radar được đặt ở trên thanh an toàn của xe. Sau đó, đặt tại một chỗ nào đó trên đường một sợi dây radar phản xạ. Đó là một mẫu vàng được đặc chế. Khi radar nhận được tín hiệu từ sợi dây radar, nó có thể đưa xe đi vào đúng đoạn đường cần đi. Khi xe khởi động, máy cảm ứng sẽ thu nhận các thông số, máy ảnh bắt đầu chụp ảnh, máy điều khiển gia tốc và máy khống chế địa phương hướng cũng bắt đầu khởi động. Như vậy, trên đường xe có thể thực hiện các phản ứng khác nhau đi theo con đường bằng phẳng nhất. Ví dụ, trên đường có hai chiếc xe, vị trí của chúng đều cách xe một khoảng trống. Máy tính sẽ khống chế được khoảng cách giữa hai xe, mỗi phút lại tính toán tiếp.
Giả sử chiếc xe phía sau có vận tốc là 45 dặm anh một giờ và vẫn cứ lao lên phía trước, trong khi đó chiếc xe phía trước chỉ đi với vận tốc 35 dặm anh một giờ. Khi máy tính phát hiện chiếc xe phía trước giảm tốc độ, khi càng ngày càng gần sát chiếc xe phía trước, xe cũng phải giảm tốc độ, nhưng vẫn phải đảm bảo khoảng cách với xe trước là 3m đến 90 in. Sau đó, giữ khoảng cách 95 in và đi men theo đường. Người ngồi trong xe tự động có cảm giác giống như đang ngồi trong xe bình thường vậy. Điểm khác biệt duy nhất là có thể vừa đi xe, vừa ngắm cảnh, vừa đọc sách. Bộ vận chuyển của Mỹ và các bộ liên quan của châu Âu và một số vùng khác rất thích xe tự động vì nó có thể tăng số lượng xe đi trên đường và không cần xây dựng nhiều tuyến đường, có thể tăng lưu lượng các xe lớn và tăng chỉ số an toàn. Đó là do sự ứng dụng của kỹ thuật này có thể thu hẹp không gian sử dụng, lại không hề có bất cứ mối nguy hiểm nào đối với con người, giúp giao thông trở nên thông suốt hơn, vừa tiết kiệm được thời gian đốt dầu, lại vừa giảm bớt được ô nhiễm không khí. Xe tự động, tốt quá rồi, chúng ta đi xe tự động nhé. Nhưng tìm đâu ra xe tự động bây giờ? À, cái này thì dễ, cậu xem. Bây giờ, đang mốt việc mua hàng trên mạng mà. Cậu nhìn này. Được rồi, mua được rồi. Thế nào, cậu thấy rồi chứ hả ngốc? Ồ, mua hàng trên mạng thế này, thật là vừa tiện lợi lại vừa nhanh nữa. Tất nhiên rồi, lên xe nào. Phía trước có cái hồ kìa. Không sao đâu, xe sẽ tự động tránh hồ mà. Thật á? Sao, em không nghe máy tính đã nói đấy à? Sao xe vẫn không rẻ thế? Cậu lo cái gì cơ chứ? Hả? Chuyện gì thế này? Xe hỏng, xe hỏng, xe đã bị nổ. Ôi, xe hỏng mất rồi, làm sao bây giờ hả anh Tinh Nghịch? Tôi cũng làm gì có cách nào khác. Cậu thật là phiền phức. Cậu đi đâu đấy? Tôi có cách rồi, xe tự động lấy nữa là có thể chạy được ý mà. Cậu cứ ngồi yên đấy nhé. Hả? Cậu thì có cách gì cơ chứ? Xe đi rồi này. Không ngờ ngốc như cậu cũng giỏi thật đấy. Ngồi xe tự động cảm giác thật thoải mái. Này Ngọt Ngào, cậu cũng lên xe đi. Không cần đâu, Tinh Nghịch này, cậu ngồi cẩn thận đấy, tôi tăng tốc đây. Mau dừng lại đi, người khác nhìn thấy sẽ cười tôi mất. Không sao đâu mà. Dừng lại đi, mau dừng xe lại, người khác nhìn thấy sẽ cười mất. Mau dừng lại. Phi Phi, phim hoạt hình đã xem xong rồi. Bây giờ cậu hãy trả lời đáp án cho các bạn nhỏ đi. Tôi nhường phần vinh dự này cho cậu đấy. Ồ, được thôi. Sở dĩ xe tự động có thể chạy được là do người ta lắp vào bên trong động cơ một bộ phận cảm ứng. Bộ phận này sẽ giúp xe tránh được những vật cản trên đường đi. Đáp án chính xác là số 1. Chính xác, Phi Phi hôm nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thay mặt các bạn nhỏ, tôi có lời hoan nghênh cậu, mong cậu ngày càng phát huy. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. Thôi, chúng ta nói lời tạm biệt với các bạn nhỏ thôi. Các bạn nhỏ, hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Tạm biệt. Cao cao như đất cao, trời cao vương cao, đất đất sông lớn nào, vẫn không hơn được trời. Chẳng muốn đời liền, còn sao trời sẽ lết thế cái đuôi nơi cầu vồng sắc tươi. Thời gian đi qua mau, làm sao bạn biết được ngọn gió kia dần đã sớm nhấp nhô, mà trời như đang cười. Chỉ cần bạn thích và suy nghĩ tìm tòi cho biết, bao nhiêu thắc mắc đó sẽ có câu trả lời giúp bạn ngay. Rồi thế bạn thích và sẽ nghĩ suy tìm tòi cho thâu, bao nhiêu thế giới cho chúng ta thật dầu kỳ mà thấy.